Ngày 14 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hệ thống camera giám sát này cho phép giám sát được các hành vi của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao, chụp ảnh và tự động nhận dạng được biển số phương tiện vi phạm. Đây là hệ thống camera hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, góp phần thay đổi phương thức tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Đồng thời, hệ thống camera sẽ hỗ trợ cho việc phân luồng giao thông, giảm chống ùn tắc giao thông, phòng chống tội phạm trên tuyến cao tốc. Mà lắp đặt hệ thống giám sát để phục vụ cho công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, đây là một cái xu thế tất yếu là hiện nay của các nước trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Thế và qua đây thì chúng tôi đã đặt ra các tiêu chí là khi đã lắp đặt hệ thống giám sát ở trên tuyến thì sẽ giảm được sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông nhưng vẫn quán xuyến được tình hình trật tự an toàn giao thông ở trên tuyến. Thế và thông qua cái cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát xây dựng một cái cơ sở dữ liệu dùng chung của các ngành để cùng với khai thác. Và vấn đề thứ ba nữa là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong cái việc mà chấp hành xử phạt vi phạm chính, và từ đó sẽ nâng cao được ý thức tự giác chấp hành của người dân khi tham gia giao thông. Và vấn đề thứ tư nữa là tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo những cái thuận lợi nhất cho người dân. Đến nay, hệ thống giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được triển khai trên tất cả các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm của cả nước. Bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.